Bé nha tôi đem bộ màu này đi học mới mấy ngày. Nhà nhiều phụ huynh đã nhắn tin hỏi tôi mua nó ở đâu. Thật sự là quá bất ngờ là nó hát đến vậy. Lúc mở ra ai cũng nghĩ nó chỉ là bút màu thường, nhưng thật ra bộ màu này hữu dụng hơn nhiều. So với bút màu thường bán trên thị trường, có thể vẽ lên nhiều bề mặt để tôi thử cho mọi người xem. Cùng Tesi bút thường và bút Acrylic lên nền giấy đen và trắng nha. Đầu tiên là bút Acrylic bạn xem nền đen hay trắng thì màu đều lên rất rõ luôn giờ tới bút lông thường nha màu ở nền trắng thì vẫn có nhưng ở nền đen thì dường như không thể thấy màu nào xem thử phía sau xem ở dưới là bút màu thường trên là bút acrylic giờ tôi dùng bút màu xanh để trồng màu lên nha đây là bút acrylic bạn xem trồng màu ốc lắm luôn nhìn thấy hai màu rõ rệt còn đây là bút màu thường hai màu giống như hòa vào nhau luôn vậy điểm giao nhau của hai màu màu còn rất đậm bên này là tô bằng bút màu acrylic rồi giờ tôi tô bằng bút thường nè màu sắc hai màu cũng có chút khác biệt nha giờ xem phía sau nè bạn xem phần bị thấm màu này là lúc này tôi vừa tô bằng bút màu thường còn tô bằng bút màu ở cờ lích thì không bị gì hết luôn một điều tôi cực kỳ thích ở loại bút này đó là khi bé con có lỡ vẽ dính lên tay mẹ chỉ cần dùng khăn ướt lau qua là sạch rồi nè còn bút màu thường khi dính lên da lau thì cũng có sạch đấy nhưng không thể hết được dù bạn có lau mạnh hết sức thì cũng chỉ làm mờ được thêm một ít trời ơi thật là tôi phải mạnh hơn nữa thật khó để lau sạch được nó tay tôi muốn nứt ra rồi thật tiếc khi không biết đến loại màu này sớm hơn hầu có rất nhiều màu luôn còn bạn thỏa sức vẽ vời ngoài ra bút này còn có thể vẽ lên mọi bề mặt nhắn nhưng video này dài quá rồi hẹn hôm khác nha